Thưa quý vị, chiều 20 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trong chuyến thăm diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chương trình hoạt động hết sức phong phú và đầy ý nghĩa với 18 hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đi sâu xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện góp phần thúc đẩy quan trọng đối với việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược đóng góp cho hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới Thông tin về cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các cuộc hội kiến quan trọng với các lãnh đạo khác của Trung Quốc như là Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh và Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường đã được đăng tải trang trọng và chiếm gần hết trang nhất của nhiều tờ báo lớn tại Trung Quốc. Tại các cuộc hội đàm hội kiến, lãnh đạo Trung Quốc tái khẳng định xem Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng nhấn mạnh cần nắm chắc phương hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam củng cố vững chắc cục diện phát triển sáu hơn tin cậy chính trị cao hơn hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn hợp tác thực chất sâu sắc hơn nền tảng xã hội vững chắc hơn phối hợp đa phương chặt chẽ hơn bất đồng được kiểm soát giải quyết tốt hơn Tổng Bí thư Chủ tịch Tô lâm là chuyến thăm vào thời điểm rất là quan trọng và cũng là là có ý nghĩa rất quan trọng thì làm sao xây dựng cái nền tảng xã hội nó một cách vững chắc hơn đây là cái nền sáng giữa hữu nghị giữa dân hai nước hay nữa là những cái bất đồng những cái khác biệt thì là được kiềm chế và giải quyết tốt hơn Tổng bí thư chủ tịch hai nước đã có cuộc hội đàm có nhiều kết quả, vạch rõ phương hướng phát triển quan hệ Trung Việt thời gian tới, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tuân theo các đồng thuận chiến lược của lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam đi vào chiều sâu thực chất, góp phần vào việc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Tôi tin tưởng rằng hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ không ngừng phát triển đi vào chiều sâu đồng thời không ngừng mang đến sức sống mới cho việc cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có tính chiến lược toàn diện giữa trung quốc và việt nam làm cho quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng xuất hiện các điểm sáng mới mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội do hai đảng cộng sản lãnh đạo trên thế giới trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã có những bước phát triển nhảy vọt. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn đầu tư nước ngoài chính của Việt Nam. Đồng thời Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt 200 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm liên tiếp. Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam tăng 25% so với cùng kỳ 2023, chạm mức 112 tỷ đô la Mỹ. Hai bên kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành quả hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như kết nối, nông sản, kinh tế số, chuỗi cung ứng. Thưa quý vị, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc, cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu đảng nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của hai đảng hai nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, là thời điểm quan trọng để hai nước đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi phương diện tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam thăm cấp nhà nước tới trung quốc bày tỏ vui mừng và chúc mừng đồng chí tô lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đồng chí anh em giữa hai Đảng, hai nước. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc trong bầu không khí thân tình hữu nghị hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng hai nước Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, nhất là từ sau hai chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng trong năm 2022 và 2023, quan hệ hai bên duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều điểm sáng, theo đúng các phương hướng sáu hơn, bao gồm tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng. Nhấn mạnh trong bối cảnh cục diện thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định mạnh mẽ, Trung Quốc kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách ngoại giao láng giềng hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy củng cố hữu nghị nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực duy trì hòa bình ổn định trên biển đưa quan hệ việt nam trung quốc tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định, bền vững theo đúng phương châm 16 chữ tinh thần bốn tốt. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường và phát huy các lĩnh vực hợp tác thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư chất lượng vào các công trình cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam. Tăng cường hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có nhiều ưu thế như kinh tế xanh, kinh tế số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc. Hai Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cơ chế quốc tế trên cơ sở vì lợi ích chính đáng của hai nước và đóng góp tích cực vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Là sự chọn, chiến đường, ưu tiên hàng đầu. chuyến thăm cấp nhà nước đến trung quốc của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của báo chí trung quốc những ngày này với những đánh giá tích cực về quan hệ việt nam trung quốc cho rằng chuyến thăm là sự tiếp nối truyền thống và sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất từ ngày 18 tháng 8, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV liên tục cập nhật thông tin về các hoạt động của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm các nhà nước đến Trung Quốc trong các bản tin chính. Thông tin, hình ảnh về công tác chuẩn bị lễ đón, lễ đón trọng thể Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 19 tháng 8 được CCTV cũng như các trang báo lớn của Trung Quốc như CCTV+, CGTN, Mạng Tân Hoa, trang trọng đặt lên trang đầu. Trước đó, ngay sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc ra thông cáo về chuyến thăm, nhiều cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc đã đăng tải các bài bình luận, đánh giá, nhận định về quan hệ hai nước và sự kiện quan trọng này. Trong một bài viết đăng ngày 17 tháng 8, tờ Nhật Báo Bắc Kinh dẫn lời bà Nhiếp Tuệ Tuệ, Viện Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc nhận định, qua chuyến thăm này, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định và phát triển. Việc đi sâu hợp tác về cơ sở hạ tầng sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa hai bên. Trang mạng tiếng Trung của hãng thông tấn Sputnik đăng bài bình luận dẫn ý kiến của chuyên gia Chu Nhung, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết Chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Việc Trung Quốc tăng cường mối quan hệ khăng khít và hữu nghị với Việt Nam, một nước có ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, sẽ có vai trò quan trọng đối với mối quan hệ ổn định lâu dài giữa Trung Quốc với ASEAN. Tờ Tân dân buổi chiều của Thượng Hải khẳng định, từ các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể thấy cấp độ cao, tầm quan trọng và sự sâu rộng của các cuộc hội đàm, hội kiến trong khuôn khổ chuyến thăm. Bài viết ví Việt Nam như một ngôi sao, khi từ năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ, Trung Quốc và Nga đã lần lượt đến thăm. Điều này đồng nghĩa với việc lãnh đạo của ba trong số 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tới Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Theo bài viết, việc phát triển quan hệ Việt Nam Trung Quốc có lợi cho hai đảng, hai nước, có lợi cho hòa bình, phát triển và có lợi cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc của mỗi bên. Do vậy, không có lý do gì mà không tăng cường mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước, Việt Nam và Trung Quốc. Cùng với vai trò là đối tác thương mại số 1, Trung Quốc đã và đang gia tăng mạnh mẽ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam trong 2 năm gần đây. Các hoạt động tuyển dụng xây dựng nhà máy từ các nhà đầu tư Trung Quốc đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Các chuyên gia đều cho rằng FDI của Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh hơn nữa tại Việt Nam trong thời gian tới. 10 năm có mặt tại Việt Nam, doanh nghiệp diệt may Trung Quốc này đã mở rộng ra 5 phân xưởng, tạo công an việc làm cho hơn 2.200 lao động. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp đang ấp ủ nhiều kế hoạch tăng cao quy mô sản xuất thời gian tới. Chúng tôi là một trong bảy nhà máy của tập đoàn Sunrise Smart Source chuyên sản xuất hàng may mặc cao cấp tại Nam Định. Để phục vụ nhu cầu của thị trường, trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, chú trọng về đầu tư công nghệ tự động hóa, chuyển đổi xanh, giảm thiểu phát thải nhà kính, hướng tới phát triển bền vững. Chúng tôi đánh giá Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng. Còn hãng xe máy điện của Trung Quốc này, sau khi đi vào hoạt động, nhà máy tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng. Bên cạnh xúc tiến mở trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quý tư năm nay doanh nghiệp sẽ hoàn thành đầu tư thêm một dự án nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài cơ sở sản xuất hiện nay, công ty chúng tôi sắp có thêm một nhà máy đặt tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, diện tích hơn 23 hecta, tổng nhân lực dự kiến khoảng 3.500, dự kiến cuối năm 2024 nhà máy sẽ đi vào hoạt động, sản lượng trên 2 triệu xe mỗi năm. Nếu như trong giai đoạn 2019-2022, Vốn FDI đăng ký của Trung Quốc và Việt Nam đều dưới 3 tỷ đô la Mỹ thì năm 2023, vốn FDI đạt 4,47 tỷ đô la Mỹ, tăng 77,6% so với năm 2022. 7 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc tiếp tục là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới với 1,22 tỷ đô la Mỹ, chiếm 29,7% tổng vốn đăng ký mới là 10,76 tỷ đô la Mỹ. Theo như điều tra của bên VCCI năm 2023 thì nguồn vốn dịch chuyển của Trung Quốc sang Việt Nam trong thời gian gần đây thì lại rất là khác và có những điểm tích cực so với trước đây. Nếu như trước đây các doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam thì chủ yếu là trong những lĩnh vực mà phải sử dụng nhân công nhiều này, rồi là sẽ phải trong ngành công nghệ thấp, ví dụ như dệt may, da dày, những ngành mà gia công sắt thép những ngành công nghệ thực phẩm thì gần đây là các bạn các công ty Trung Quốc đã chuyển dịch sang những ngành công nghệ cao như là sản xuất linh kiện cho ngành ô tô xe máy như là ngành năng lượng tái tạo như là về đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Khi Trung Quốc mở cửa như thế thì chúng ta cũng kinh doanh thuận lợi hơn và hoạt động đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc thuận hơn. Chúng ta có quyền là thu hút các cái luồng vốn đầu tư Trung Quốc mà có chọn lọc tốt hơn. Mặc dù Trung Quốc hiện nay họ đầu tư vào Việt Nam cũng là khá mạnh. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến cuối tháng 7 vừa qua ghi nhận có gần 4.800 dự án FDI của nhà đầu tư Trung Quốc còn hiệu lực với tổng vốn hơn 28,5 tỷ đô la Mỹ. Với đả hiện nay, con số này còn bật tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá các chuyến thăm thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước giúp định hướng quan hệ song phương và tăng cường hợp tác thực chất giữa hai bên. Ngay sau thông tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, được hai nước công bố, dư luận Trung Quốc đã bày tỏ trông đợi sự kiện này. Từ góc độ của một học giả, giáo sư Lưu Anh thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng những năm gần đây việc lãnh đạo hai nước trung quốc và việt nam thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau đã cho thấy truyền thống hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai bên việc các nhà lãnh đạo trung quốc và việt nam thăm viếng lẫn nhau giúp giữ vững định hướng cho quan hệ hai nước dẫn dắt quan hệ song phương phát triển theo hướng chặt chẽ hơn trung quốc và việt nam hiện đang tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện kết nối giữa vành đai và con đường với hai hành lang một vành đai không ngừng tăng cường hợp tác thiết thực giữa hai nước chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm tới trung quốc tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ việt nam trung quốc trong chính sách đối ngoại và cũng qua đó tiếp tục các hoạt động đối thoại chiến lược cấp cao nhất tăng cường quan hệ làm việc tốt đẹp giữa hai người đứng đầu của hai đảng hai nước ở chiều ngược lại việt nam luôn là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc quan hệ Việt Trung duy trì đà phát triển đã được thể hiện qua các tuyên bố chung mà lãnh đạo hai nước ký kết những năm gần đây. Trong các chuyến thăm lẫn nhau, lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam đã ra các tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác. Nếu nhìn lại các bản tuyên bố chung từ khoảng năm 2000, tức là từ đầu thế kỷ cho đến nay, sẽ thấy cứ vài năm hai nước lại ra một tuyên bố chung, số từ và độ dài của các bản tuyên bố chung ngày càng dài hơn, nội dung ngày càng phong phú hơn. Là một chuyên gia kinh tế, giáo sư Lưu Anh dành sự quan tâm đặc biệt đến hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, đặc biệt là trong giai đoạn gần đây. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN với tốc độ tăng trưởng đạt hơn 24% trong 7 tháng đầu năm theo số liệu mới nhất của phía Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam tôi cho rằng ưu tiên hàng đầu của hai nước trung quốc và việt nam nên là tăng cường hợp tác toàn diện và thực chất nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tăng cường kết nối giữa hai hành lang một vành đai với vành đai và con đường trên thực tế nội dung hợp tác hết sức phong phú trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới bên cạnh các lĩnh vực hợp tác kinh tế truyền thống, hợp tác kinh tế số, kinh tế xanh, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng tài chính tiền tệ, cũng như kinh tế và thương mại địa phương, được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.